Sáng ngày 19 tháng 6, chị Trần Thị Trúc Quỳnh, Bí thư tỉnh đoàn Lâm Đồng cho biết, các chuyến xe yêu thương của Lâm Đồng đã đến thành phố Hồ Chí Minh trao tặng rau củ, nhu yếu phẩm nhằm góp phần nâng cao chất lượng các suất ăn phục vụ lực lượng tuyến đầu chống dịch, bệnh nhân tại các khu cách ly và đồng bào khó khăn trên địa bàn thành phố. Chỉ sau 2 ngày phát động, Đoàn Thanh niên, Hội Chữ Thập Đỏ, Hội Phụ Nữ, Hội Nông Dân và Liên đoàn Lao động trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã vận động được 55 tấn rau củ quả các loại, 19 tấn gạo, 500 thùng mì ăn liền, các loại nhu yếu phẩm cần thiết khác và 70,6 triệu đồng tiền mặt. Theo Bí thư huyện đoàn Đức Trọng, Ban Thường vụ huyện đoàn đã liên hệ kêu gọi các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, đồng thời phát động đoàn viên thanh niên thuộc 34 cơ sở đoàn đóng góp. Chiều ngày 18 tháng 6, 30 đoàn viên thanh niên đã tham gia bốc hàng lên xe của tỉnh đoàn để trở về thành phố Hồ Chí Minh.